Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Shadow nha Thì um, hôm nay là Chủ nhật rồi, chúc mọi người có một Chủ nhật vui vẻ nha Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp tục đến tập 203 Được mang tên là Hoặc sống hoặc chết Của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên Tác giả phong ngữ, nguồn bệnh ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Công, giọng đọc của Lát Shadow Mọi người xem mà thấy hay thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn đó, có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng. À lộn, Paypal. À, thôi mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Cảm ơn, xin cảm ơn tất cả mọi người. So với cái lần thứ nhất xuất hiện thì ồn ào hơn không ít. Nhưng lần này các loại thanh âm khen ngợi rõ ràng vẫn nhỏ hơn. Thanh âm chủ yếu vẫn là các loại chửi bới khó lọt vào tay. Đối với chuyện này, đương nhiên Hàng Lập không để trong lòng, ánh mắt không động nhìn qua cửa đá đối diện của huyền đấu trường. Thoáng chờ giây lát, rốt cuộc cửa đá ù ù một hồi rồi từ từ mở ra. Hàng Lập còn chưa thấy gì trong cửa, liền nghe một tiếng gào thét cuồng bạo từ trong thông đạo u tối truyền ra. Ngay sau đó, liền thấy một con cựu viên thân cao chừng ba trượng, toàn thân không có lông tóc, ngược lại sinh ra lưng giáp màu xanh, hai tay vừa thô lại dài, hợp lại ở một chỗ trước người, hầu như so với thân thể của mình còn muốn tráng kiện hơn nữa. Trên người nó, từ đầu đến chân, từ ngực đến lưng, bốn phía phân bố đầy vết thương bắt mắt. Có thể thấy được là do quyền cương nện vào, còn do binh khí gây thương tích nữa. Có cái là do cự trảo mảnh thú lưu lại, có thể thấy được kẻ này tất nhiên là chém giết trong quá khứ không ít rồi. Chiến lược thực sự của thông sơn viên này chỉ sợ còn cao hơn so với hàng lập dự đoán. Hàng lập nhăn mày lại, thân sắc cũng trở nên ngưng trọng vài phần. Trong lúc hắn đánh giá cái đầu thông sơn viên này, da hỏa kia vậy mà không giống hổ lân thú trực tiếp xông lên liều chết, mà nó chậm rãi đi dọc theo rìa của huyền đấu trường, cũng đang quan sát lại hàng lập. Một người một thú này đều không có động thủ, lập tức làm cho người xem trên khán đài bất mãn, nhào nhào mắng lên. Đúng lúc này, thân hình thông sơn viên bỗng nhiên dừng lại, hai cánh tay tráng kiện vô cùng mãnh liệt nhấc lên, song quyền nắm chặt lại, nện xuống đất mãnh liệt một tiếng vàng thật lớn toàn bộ huyền đấu trường chấn động kịch liệt một cổ mang lực vô hình từ trên mặt đất truyền ra trùng kích từng khối hắc thạch trên cái sàn đấu nhau nhau bạo liệt ra bụi mù trên mặt đất nổi lên bốn phía phiến đá trên mặt đất như sóng nước nhấp nhô kịch liệt xông thẳng đến hàng lập tuy hàng lập đã trụ vững chắc thân hình rồi nhưng thân thể vẫn không cách nào khống chế được mà lay động theo mặt đất chỉ nghe một tiếng gió vang lên trong bụi mù đã không thấy thân ảnh của thông sơn viên nữa Tinh thần của Hàng Lập siết chặt lại, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu của hắn có một bóng đen lớn bao phủ. Đầu thông sơn viên kia lại lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, giống như một cái thiên cân trụy đột nhiên rơi đập xuống. Hàng Lập liền cảm thấy không khí bốn phía nén lại, một cổ uy áp vô hình đột nhiên rơi xuống, tựa hồ hô hấp cũng có chút khó khăn. Trong thế nghìn cân trâu sợi tóc, hắn dùng vũ hóa phi thăng công, cô động ra trên đùi hai quả huyền khiếu đột nhiên sáng người thân hình mơ hồ một cái từ chỗ này lập tức lóe lên xẹt ra ngoài hơn 10 trượng một tiếng vàng thật lớn hắn vừa mới rời đi thì thông sơn viên kia liền rơi đập ở trên mặt đất làm trung tâm huyền đấu trường đập ra một cái hố sâu to lớn không đợi cho hàng lập thấy rõ tình huống trong hố sâu dâng lên bụi mù có một cái bóng đột nhiên xé rách màn khối bụi vọt nhanh ra một nắm đấm vô cùng to lớn cuốn theo một cổ kinh phong đánh tới đỉnh đầu của hàng lập Hàng lập lui về phía sau một bước, chống đỡ thân hình, huyền khiếu quanh thân sáng lên toàn bộ, nâng lên một quyền, mãnh liệt đập tới. Lại một tiếng vàng thật lớn, hai nắm đấm một lớn một nhỏ đụng vào nhau ầm ầm, một cỗ mang lực tràn trề mãnh liệt nổ tung ra. Hàng lập liền cảm thấy xương cốt toàn thân bị chấn động mãnh liệt, quanh thân vang lên tiếng đầm đập không ngừng. Đầu thông sơn viên kia tựa hồ cũng không ngờ rằng nhân tộc nhỏ bé này cũng dám chính diện đối quyền với mình trong miệng phát ra một tiếng gầm giận dữ nắm đấm ép xuống lại lần nữa phát lực đè mạnh xuống dưới nguyên bản hàng lập còn có thể thoáng dặn co một chút lập tức không cách nào chống đỡ được bị một quyền này đánh văng ra ngoài thân hình liên tục lăn hơn 10 vòng Trung điệp đụng vào cái tường cao biên giới của huyện đấu trường và chạm kịch liệt làm cho hàng lập cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt không thôi giống như muốn rã xương ra hắn vốn muốn thông qua một quyền này thăm dò một chút chênh lệch giữa mình và con súc sinh này nhưng bây giờ có chút hối hận rồi chỉ thấy cái đầu Thông Sơn Viên này căn bản không định dừng lại, thân hình đột nhiên vọt tới trước mà đuổi theo, lại một quyền đánh tới hàng lập. Trong nội tâm của hàng lập trùng mình liền vẫn khởi một thân lực đạo, thân hình rơi xuống phía dưới, khó khăn lắm mới tránh thoát được trọng kích của Thông Sơn Viên. Sau khi rơi xuống đất, hai chân hắn đạp mạnh liền một cái, thân hình như mũi tên bắn lên, trên nắm tay bao phủ bạch quang, toàn lực đạp vào cái đầu gối chân trái của Thông Sơn Viên. Chỉ nghe bang một tiếng trầm đục, đầu gối của thông sơn viên mãnh liệt hướng ra phía ngoài thân hình cũng theo đó nhoáng một cái thiếu chút nữa mà đứng không vững hàng lập thuận thế truy kích lên lại một quyền nâng lên mãnh liệt đập vào trên trán của thông sơn cử viên hạ bàn thông sơn viên đã bất ổn rồi đầu lâu lại bị trọng kích mạnh thoáng cái bị mất cân bằng ngã xuống chõng vó mắt thấy như vậy hàng lập lập tức chạy nhanh về phía trước thân hình mãnh liệt nhảy lên không trung sau đó chỉ thấy hắn vận chuyển vũ hóa phi thăng công cùng đại chu thiên tinh nguyên công một cước từ trên không trung rơi xuống, dẫm lên đầu lâu của thông sơn viên. Cự viên thấy như thế, căn bản không kịp thu tay lại đón đỡ, chỉ có thể đột nhiên mở ra cái miệng to, phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Tiếng gầm điên cuồng này lanh lảnh, hoàn toàn bất động với lúc trước. Hai mắt của hàng lập ngưng lại, lập tức kinh hãi chỉ thấy chính giữa miệng máu của thông sơn viên kia, có một mảnh bạch quan mơ hồ trào ra, chính giữa bao lấy một cái răng thú bén nhọn vô cùng, xuyên thẳng về hướng ngực của hắn trong thế nghìn cơn treo sợi tóc này huyền khiếu trên đùi của hàng lập đột nhiên sáng người đập mạnh hư không phía dưới một cái lại cứng rắn giữa không trung xoay người qua Răng thú kia liền bay sát qua thân mình Phóc một tiếng vang nhỏ qua đi hàng lập rõ ràng không va chạm trực tiếp với cái răng thú kia nhưng vẫn bị bạch quang bao quanh thân nó quét trúng chân cực chi mô bao phủ trên người lập tức bị xé nứt ra trước ngực kéo lê một cái vết máu thật dài nơi bả vai càng sâu đủ thấy xương trong miệng của hắn phát ra một tiếng rên nhưng vẫn chịu đựng đau nhức kịch liệt này, một quyền hung hăng đập xuống. Một tiếng nổ rung trời vang lên, mi tâm của thông sơn viên bị trúng một quyền, cái cổ ngửa ra sau, đầu lâu trùng điệp nện xuống, đánh cho mặt đất lõm ra một cái hố to, thảm sâu vào đó. Đã có một lần giáo huấn lúc trước rồi, hàng lập lần này cũng không có buông lỏng cảnh giác. Đứng ở trước ngực thông sơn viên, nắm đấm nắm chặt lại, một quyền tiếp theo một quyền, nện xuống đầu lâu thông sơn viên. Trên khán đài huyền đấu trường sôi trào lên, hầu như toàn trường đều cao giọng la lên cái tên Lệ Phi Vũ. Chủ khách quý thường dương một tay ôm trước ngực, một tay chậm rãi vuốt ve gương mặt ngâm đen của mình, mặt lộ ra vẻ do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của Hàn Lập, chỗ sâu trong ánh mắt đã hiện lên một tia kiên kỵ. Hàn Lập không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền, chỉ biết đầu lâu thông sơn viên đã triệt để vùi sâu bên trong đại động, mà khớp xương trên mu bàn tay của hắn thì da thịt đã lật nứt ra, lộ ra rậm rạp bạch cốt rồi. Hắn dừng lại, nhìn thoáng qua thông sơn viên đã hoàn toàn không động đậy được nữa. Bàn tay thăm dò vào cái động sâu kia, tìm tòi một chút trên đầu lâu cực lớn kia. Hai ngón tay đã luyện hóa thành động thiên hoa chi, mãnh liệt đâm xuyên vào huyệt thái dương của nó. Chỉ nghe panh một tiếng trầm đục, song chỉ của hàng lập mãnh liệt cứng đờ, vậy mà không thể đâm thủng xương sọ của nó được. Bỗng nhiên thân sắc của hàng lập đột nhiên biến đổi, không chút do dự đạp một cái, thân hình lướt lên trên, rơi vào phía xa hầu như cùng lúc đó hai cánh tay cực lớn của thông sơn viên mãnh liệt thu lại xém tí nữa là ôm trúng hàng lập rồi may mà hàng lập phát hiện được sớm kịp thời tránh ra nếu không dùng uy lực của hai cánh tay kia thì hậu quả khó mà lường được chỉ thấy khuỷu tay của thông sơn viên kia khẽ chống mặt đất trong miệng phát ra một tiếng gào rú trầm thấp cái cổ mãnh liệt dơ lên lại cứng rắn rút cái đầu từ dưới đất ra chứng kiến một màn này bốn phía huyền đấu trường lại bộc phát ra một hồi thanh âm ủng hộ mà khi khuôn mặt của thông sơn viên lần nữa hiển lộ ra thanh âm ủng hộ của mọi người im bặt lại ngược lại bộc phát ra một hồi tiếng cười vang chỉ thấy sống mũi của cự viên vốn đã không cao rồi giờ bị hàng lập nện xuống sụp đổ xuống dưới biến thành một cái hố to bên hốc mắt cũng đã hoàn toàn vỡ vụn nhãn cầu đã bạo liệt ra cùng máu loãng huyết dịch xen lẫn cùng một chỗ rót thành một màu sắc khó nói nên lời hàng lập nhìn bộ dạng thê thảm của nó lại không có nửa điểm buồn cười nào Ngược lại hắn nhìn thương thế trên người của nó, để lòng thậm chí có chút đồng cảm với đầu thông sơn viên kia. Thường ở trong huyền đấu trường này, hắn và thông sơn viên có khác gì nhau đâu chứ. Hoặc là sống hoặc là chết, đều là canh bạc cho người khác vung tiền như rác. Là một hồi đề tài trà dư tửu hậu nói chuyện hài hước mà thôi. Dù trận này có thắng hiểm, trận tiếp theo sẽ đối mặt với cường địch nào không cách nào đoán trước được. Thường hãm ở trong cái loại tình thế nguy hiểm sinh tử, sẽ nghênh đoán cái loại kết cục nào đây? Bất quá đồng cảm thì đồng cảm, sự tình liên quan đến sinh tử, Hàng Lập đương nhiên sẽ không ngu xuẩn chủ quan, càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoặc nhìn thương thế bên ngoài của thông sơn viên thê thảm vô cùng, bên trong như thế nào còn khó nói, nhưng một thân tính tình hung lệ xem như bị triệt để kích phát ra. Một con mắt còn sót lại không biết có phải là do sung huyết hay không mà trở nên một mảnh đỏ tươi. Nó đã triệt để phẫn nộ rồi. Chỉ nghe trong miệng của nó phát ra một tiếng gào thét vang vọng toàn trường, cấp tốc vọt tới hàng lập lúc gần sát đột nhiên nhảy lên, song quyền đồng thời đưa ra đập xuống hắn. Hàng lập rõ ràng có thể nhìn thấy, trong khe hở trên hai tay của lưng giáp thông sơn viên sáng lên từng sợi hào quang trắng muốt, vậy mà nó lại đem một thân lực lượng quán chú vào trong hai tay, ý đồ một kích giết chết hắn. Mắt thấy thông sơn viên từ trên trời giáng xuống, hàng lập toàn lực vận chuyển vũ hóa phi thăng công, huyền khiếu trên đùi sáng người hào quang, bộ pháp dưới chân vòng một cái, thân hình lập tức từ chỗ này lướt ngang ra hơn 10 trượng nhưng mà hắn rơi xuống còn chưa kịp đứng vững trên mặt đất thì song quyền thông sơn viên kia cũng đã rơi trên mặt đất rồi một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt đất huyền đấu trường chấn động kịch liệt thành nằm pan, pan 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 bạo liệt nổ vang không ngừng phía trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía loạn thạch văn tứ tung vô số đạo quyền kích quyền kinh mãnh liệt từ dưới đất bắn lên trên hóa thành tường đạo khí kình mắt thường có thể thấy được bay vào trong không trung chừng của hàng lập vừa đứng đấy dưới thân liền có một đoàn quyền kinh nổ tung lên trực tiếp chấn hắn và cả một khối sàn lớn nổ bay ra ngoài hắn vừa té rớt xuống mặt đất huyền kinh bộc phát ra trên mặt đất vẫn không đình chỉ thế cho nên hắn lại bị một cổ lực đạo cường đại nổ bay ra trải qua liên tục vậy mà hắn không cách nào đứng vững được nguyên bản huyền đấu trường bằng phẳng lập tức trở nên một mảnh hỗn độn quái thạch lẫm chởm văng đầy ở trên mặt đất mới nhìn còn tưởng nơi đây á, vốn là một bãi loạn thạch khó khăn lắm hàng lập mới ổn định lại được thân hình chợt cái đầu thông sơn viên đối diện phát ra một tiếng giống động trời thân hình to lớn của nó hóa thành một đạo mơ hồ trực tiếp hất tung vô số đá vụn bay tung tóe khắp nơi lao thẳng đến trước người của hàng lập nó nhấc cánh tay lên đánh một quyền về phía của hàng lập làm cho hàng lập không cách nào phản ứng kịp chỉ có thể vội giơ hai cánh tay lên đang chéo bảo vệ trước ngực một tiếng vang thật lớn Hàng Lập cảm thấy cánh tay tê dại, cả người giống như con diều đứt dây văng ra ngoài, trực tiếp đâm vào cái vách tường của huyền đấu trường. Sức mạnh của một quyền kích này quá mạnh, đến mức ngay khi cả người hắn đụng vào vách tường liền bị nảy ngược lại, khiến cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể quay cuồng một trận. Hàng Lập định phun ra một ngụm máu, đang mắc ở trong cổ họng, thế nhưng hắn còn chưa kịp phun ra thì trước mặt hắn đã bị bao phủ bởi một màu đen. Thân thể của hắn lại lần nữa gặp phải trọng kích, lại bị đánh văng ra tới vách tường hắn cố nén cơn đau dữ dội của thân thể, trong nháy mắt hắn văng tới vách tường, chờ cả người hắn xoay chuyển lại, hai chân đạp mạnh xuống dưới đất, cả người lao lên trời cao, dường như muốn thoát ra chỗ đó. Nhưng mà không được như ý nguyện, cả người của hắn vừa mới lao lên thì thông sơn viên đã xuất ra cự trưởng kèm theo một cổ kình thông đánh xuống đầu hắn. Hàng lập thấy như vậy, đành toàn lực thúc dục lực lượng tinh thần bên trong cơ thể, dơ hai cánh tay lên cản lại cái bàn tay thật lớn của nó, một tiếng ầm vang dữ dội lần này cả người của hàng lập bị đánh lúng vào trong mặt đất mơ hồ cũng bị đá vụn chung vùi hơn nữa thông sơn viên kia cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào lao nhanh theo hung hãn đấm không ngừng xuống mặt đất chỉ nghe tiếng ầm ầm không ngừng vang lên tư thế công thủ trước đó của hàng lập cùng thông sơn viên kia giờ đã thay đổi hiện giờ cả người của hàng lập đều nằm ở trong mặt đất không ngừng chịu trọng kích như là gió táp mưa rào khối bụi nổi lên khắp nơi ở trong huyền đấu trường mơ hồ tràn ngập cả đấu trường điều này làm cho tầm nhìn của mọi người đều bị cản trở trên khán đài mọi người rối rít ngoái nhìn nhiều muốn nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở trong huyền đấu trường thôi xem ra ta đã đánh giá cao của tên tiểu tử này rồi tình cảnh này chắc chắn là chết không thể nghi ngờ rồi cũng không biết thành chủ đang nghĩ cái gì nữa chẳng lẽ muốn hắn chết thì sao đây thần dương cũng đứng lên nhíu mắt nhìn xuống đấu trường trong cái đám bụi mù này, khắp cả người hàng lập đều trải đầy vết máu, thế nhưng hai cánh tay của hắn vẫn còn duy trì tư thế đỡ đòn trước ngực, bảo vệ tạng phủ quan trọng của mình. Tuy vậy cả người của hắn cũng đã đầm đìa máu tươi, nhìn thê thảm vô cùng. Hai mắt của hắn mơ hồ và cũng đã bị tụ huyết, hắn liền cắn chặt hàm răng, thử vận chuyển lực lượng huyết mạch trong cơ thể của mình, nhưng không biết vì sao từ đầu đến cuối không cách nào điều động được. Chân linh huyết mạch đang ẩn nấp ở trong cơ thể của hắn, dường như bị cái cổ lực lượng nào đó áp chế lại, lâm vào ngủ say cứ tiếp tục như thế chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi. Đúng lúc đó, bất ngờ hai mắt của hàng lập trợn lên, bỗng nhiên ngay giữa mi tâm hắn lóe lên một đạo ánh sáng trong suốt, rồi tan biến không thấy đâu. Trong chớp mắt, cách trước người hắn mấy trượng, trong hư không xuất hiện ra một thanh tiểu kiếm ống ánh, phản phất như là không khí xuyên qua ngay giữa đầu nắm đấm của thông sơn viên, rồi trực tiếp xuyên qua con mắt của nó. Phốc, một tiếng vang thật nhỏ không ai chú ý đến, trận cự quyền của thông sơn viên đánh xuống đột nhiên dừng lại cách đầu của hàng lập ba thước không nhúc nhích nữa. Trên khán đài, đám người không thấy được tình hình trong trận đấu, không ngừng la hét không thôi. Trong khoảnh khắc đó, có một số ít tưởng như cảm nhận được một cỗ lực lượng thân thức cường đại lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất. Một lát sau, mọi người nghe thấy một âm thanh nặng nề truyền đến. Ngay lúc đó, có một cơn gió thật mạnh từ đâu thổi tới, cuốn bay đám khối bụi ra khắp nơi. Trên khán đài, rốt cuộc tầm nhìn của mọi người đã trở lại bình thường. Thế nhưng bọn họ phát hiện ra cái con thông sơn viên kia đã ngã trên mặt đất rồi. Còn cái tên nhân tộc ốm yếu tên Lệ Phi Vũ kia thì cả người nhuốm máu, cơ hội đã không còn hình người nữa. Hơn nữa hắn còn đang đau khổ bò lên đầu thông sơn viên. Thế nhưng ngực của thông sơn viên vẫn còn phập phồng lên xuống, có thể thấy được nó còn chưa tắt thở. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàng Lập đã vận dụng thần niệm tiểu kiếm xoắn ngát thần hồn của nó, làm cho nó biến thành một cái xác không hồn nhưng việc đó cũng không hoàn toàn giết chết thân thể của nó. Chỉ thấy ngay sau khi Hàng Lập leo lên đầu thông sơn viên, hắn từ từ nâng một bàn tay lên, rồi đâm vào hốc mắt của nó. Sau đó thò gần phân nửa cánh tay vào, rồi tìm tòi trong đó một hồi, mới cắn răng một cái rút ra ngoài. Khi hắn xòe bàn tay ra, một viên thú hạch lớn chừng nắm đấm hiện ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Còn hào quang trong mắt của thông sơn viên kia cũng ảm đạm dần, cuối cùng lồng ngực nhấp nhô cũng hoàn toàn ngừng lại. Nhìn một màn ly kỳ trước mắt này, người xem ở đây đều nhìn nhau, có chút khó hiểu. Không biết hàng lập đã làm như thế nào mà đã nghịch chuyển bại cục, thắng được cái trận huyền đấu này. Cái gì? Thật không ngờ hắn đã thắng hả? Thần Dương trợn hai mắt, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút suy đoán gì đó. Đúng lúc đó, những người đã mạo hiểm đặt cho hàng lập thắng, la lên một tiếng khen hay thật lớn, kéo theo đó là tiếng la hét không ngừng như núi kêu biển gầm tay của hàng lập nắm lấy viên thú hạch kia cả bàn tay không nhịn được mà run rẩy hắn liền đưa nó vào trong miệng giờ phút này trong thức hiếu của hắn đều chảy máu hai mắt của hắn cũng theo đó mà tối đen cũng đã không còn nghe được tiếng vang khắp nơi nữa ngay khi hàng lập vừa mới tỉnh lại một cổ máu tươi nồng đậm truyền vào trong mũi của hắn hắn phát hiện ra cả người đã nằm trong huyết trì đang dựa vào một cái bên thành huyết trì khắp nơi không ngừng vang lên tiếng ọt ọt hòa hợp với một tầng sương mù màu đỏ tươi hắn nhẹ nhàng nhấc cánh tay lên phát hiện ra cả người đều đau nhức không thôi thậm chí ngay cả lồng ngực cũng cảm thấy đau đớn hàng lập không buông cánh tay xuống mà đưa tay vuốt mặt mình một cái chợt phát hiện ra vết máu cùng vết bẩn vẫn còn trên mặt thế là hắn liền vùi cả khuôn mặt của hắn vào sâu trong huyết trì coi như tẩy rửa một phen ta đã để người ở đây lâu thêm một khắc đồng hồ rồi đó nếu ngươi còn muốn ngâm thêm nữa thì sẽ phải tốn thêm điểm tích lũy đó lúc này một âm thanh có chút quen thuộc từ phía sau truyền đến Hàng Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái tên đại hán độc giác đang đứng phía sau hắn. Không phải các hạ lựa chọn thì giờ phút này tôi cũng không ở bên trong huyết trì nơi đây rồi. Hàng Lập thản nhiên nói. <laughs> Có tốt hay không á, ngươi hãy nhìn cái tên kia rồi hãy nói chuyện còn chưa muộn đó. Hàng Lập nghe như vậy một tay chống cạnh huyết trì, khó khăn lắm mới đứng lên rồi thuận theo ngón tay của đại hán độc giác chỉ, nhìn tới. Xuyên qua cái tầng sương mù máu, thì thấy trên mặt đất cạnh góc tường có một bãi thịt máu đỏ sẫm mơ hồ có thể phân biệt ra hẳn đây là một bộ tàn thi dẫn khí của gia hỏa này không tốt bởi vì thông sơn viên kia đã bị tiểu tử người chọn hắn chỉ có thể chọn con ô lân tượng hình thể khá lớn kia tuy là hắn mở huyền khiếu hơn người bảy chỗ nhưng kết quả lại bi thảm như vậy đó sắc mặt của đại hán độc giác không đổi nói ra đã có người này rồi á vì sao không để cho hắn giao đấu với ta Sắc mặt của Hàng Lập cũng không thay đổi, hỏi Hắn không giống như người là một huyền đấu sĩ của phủ thành chủ Mà là huyền đấu sĩ tự do Tới đây chỉ để tự mình khiêu chiến lân thú Hoặc là huyền đấu sĩ khác thôi Vì hắn muốn kiếm thật nhiều thù lao Hắn đã chọn giao đấu với cái đầu lân thú này Tất nhiên chúng ta cũng tôn trọng ý kiến của hắn Tuy nhiên đạo lý giống nhau Một khi đã vào huyền đấu trường Thì sinh tử tự lo Đại hắn độc giác không thèm để ý chút nào rồi nói Hàng Lập cũng không có tin lời của gã nói, cũng không nói gì nữa, mà bước ra huyết trì, rồi lách qua người của gã, trực tiếp đi tới đại sảnh trao đổi. Trận giao chiến này bởi vì đối thủ là một đầu lân thú huyền giai, cho nên Hàng Lập được điểm tích lũy cao hơn 10 điểm so với trước đó. Hắn cũng không có xài tất cả, mà giống như lúc trước, chỉ đổi lấy 7 cái viên thú hạch tháp la thú rồi quay người về căn phòng đá của mình. Sau khi trở lại căn phòng đá, đầu tiên là Hàng Lập bỏ ra chút thời gian xử lý một vài thương thế trên người. Sau khi thương thế khôi phục một chút, hắn liền khoanh chân ngồi trên giường đá, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thú hạch ở trong cơ thể của con thông sơn viên kia ẩn chứa lực lượng tinh thần còn trên cả hổ lưng thú. Đợi sau khi hắn hấp thu xong, chắc chắn sẽ có công hiệu hơn so với lúc trước. Nhoáng một cái, thời gian trôi qua hơn nửa tháng. Sau khi hàng lập hấp thu rất nhiều lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong thú hạch của thông sơn viên, rồi lại liên tiếp nuốt tất cả thú hạch của tháp la thú. Huyền khiếu thứ 42 cùng 43 trên bàn chân đã bắt đầu rụt rịch, có dấu hiệu khai khiếu. Cái loại tốc độ đã thông huyền khiếu này so với những người khác không thể là không nói kinh người được. May mà số lượng huyền khiếu bây giờ của hắn so với tất cả huyền đấu sĩ trong này thì không quá mức xuất sắc. Hơn nữa số lượng hắn ra sân không nhiều vẫn còn chưa gây sự chú ý của người khác. Cho dù bị cái đám người thần dương biết mình bây giờ đã có hơn 40 huyền khiếu thì cũng không tính là nhiều. Chính mình cũng có cách để chống đỡ một chút. Dù sao cũng không phải là không có trường hợp hấp tấp vội vàng. Phải hy sinh thứ gì đó để tăng thực lực lên trong thời gian ngắn trong lòng hắn biết chuyện này không phải là kế lâu dài nhất định phải nghĩ cách che giấu một chút mới được chờ sau khi thương thế của mình đã hoàn toàn hồi phục như cũ cách thời hạn chưa tới một tháng hắn lại lần nữa chủ động xin được tham gia huyền đấu trận này hắn giao đấu không còn là lân thú nữa mà là một tên ma tộc huyền đấu sĩ trên người có 38 mươi huyền khiếu mặc dù huyền khiếu của người này không bằng hắn nhưng huyền khiếu của gã chủ yếu tập trung phân bố khắp nơi ở trên bàn tay cùng cánh tay cho nên sức công phá không thua kém chút nào so với con thông sơn viên kia. Thế nhưng nhược điểm của gã lộ ra rất rõ ràng, đó là tốc độ di chuyển cùng cường độ thân thể đều thua xa hàng lập, cho nên đã bị hắn lấy ưu thế về tốc độ chớp thời cơ, đánh gãy ba chi của gã còn chưa mỏi cánh tay phải, khiến cho gã phải chủ động nhận thua. Từ lần đó, tên tuổi của lệ phi vũ càng vang dội trong khu thứ 9, đến mức tỷ lệ đặt cược hắn cũng theo đó mà giảm xuống rất nhiều. Mỗi trận đấu của hắn mọi người đến xem rất là đông, mơ hồ mỗi một trận đấu đều có vô số người xem. Cuộc tỷ thí này hàng lập thắng tương đối nhẹ nhàng, cũng không có tổn thương nghiêm trọng gì cả. Gần nửa tháng sau, hắn lại tham gia một trận huyền đấu khác, khiến cho gã đại hán độc giác kia có vài phần kinh ngạc. Trong hơn 3 tháng, hết thảy hàng lập đã tham gia 5 trận huyền đấu, mặc dù trong đó có 2 trận là thắng thảm, nhưng với tinh thần liều không sợ chết của hắn, đã làm cho người xem trong huyền đấu trường rung động không thôi đến nỗi trong khu thứ chín đã có không ít người bắt đầu chủ động giao hảo với hắn. Vào một buổi đêm, Hàng Lập đang tu luyện vũ hóa phi thăng công, chợt bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Sau khi hắn mở cửa đá ra, thì thấy Trường Lâm đang đứng bên ngoài cửa. Trường Đạo Hữu, mời vào. Nét mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ tươi cười, nghiêng người làm một tư thế mời. Làm phiền lại Đạo Hữu rồi. Trường Lâm chấp tay với Hàng Lập đi vào gian phòng, nếu trước lễ mộ của hứa là sẽ nhanh chóng trả thù lao thiên tinh bối lại cho ngươi, mà chẳng qua trong khoảng thời gian này á, ta đều tiêu phí tất cả huyền điểm trên tu luyện rồi. Cho nên... Uh... Hàng Lập hơi lúng túng nói. <laughs> lệ đào hữu không cần nhiều là hơi dễ đâu tình cảnh của ngươi ta tự nhiên hiểu rõ mà lần này ta tới đây cũng không phải đòi nợ của ngươi mà là có sự tình khác muốn thương lượng cùng ngươi nè trường lâm đưa tay ngăn hàng lập nói cười nhạt nói ra trường đào hữu nói đi đừng ngại trong nội tâm của hàng lập khẽ động nói ra vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nha lệ đầu hủ hẳn cũng biết rồi đó độc long lão đại không bao lâu nữa sẽ xuất quan rồi dùng tính cách của hắn á tất nhiên sẽ lập tức tìm người gây chuyện đó hơn nữa tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình đâu không biết lệ đầu hủ đã có kế sách đối ứng chưa vậy trần lâm thu hồi vẻ tươi cười nghiêm nghị nói ra sự tình vậy rồi còn kế sách gì nữa chứ kiệt lực chiến một trận là được rồi hàn lập nhàn nhạt nói ra thấy thần sắc của hàn lập bình tĩnh như vậy trần lâm ngược lại khẽ giật mình thực lực của độc long lão đại rất là mạnh mẽ đó lệ đậu hủ ngươi tuy rằng là thực lực không kém nhưng so với hắn vẫn thua kém không ít nha ta có một cách này nè có thể giúp người vượt qua cái lần nguy cơ này không biết lệ đậu hủ có hứng thú nghe không vậy Khuôn mặt của gã lộ ra vẻ thần bí rồi nói hơ không biết là biện pháp gì vậy đuôi lông mày của hằng lập khẽ động độc long lão đại tuy mạnh thiệt nhưng cũng không phải là người không thể địch nhân vật đầu lĩnh khu vực khác á, có mấy người thực lực vẫn còn trên độc long lão đại nữa trước kia dưới cơ duyên xảo hợp á, ta có quen biết với cốt thiên tầm đại nhân chỉ cần lễ đạo hữu nguyện ý á, ta có thể mời cốt thiên tầm đại nhân ra mặt vì ngươi mà giải trận ân oán với độc long lão đại đó trường lâm nhìn vào mắt của hàng lập rồi nói ra hàng lập nghe như vậy thì hơi ngẩn ra ở chỗ này lâu như vậy hôm nay đối với huyền đấu trường á, cũng không phải là hắn hoàn toàn không biết gì cả vì đại danh cốt thiên tầm đương nhiên đã sớm nghe thấy qua người này là đệ nhất huyền đấu sĩ của các khu thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, càng được mọi người công nhận là đệ nhất nhân huyền đấu trường, càng thêm ly kỳ chính là cái vị cốt thiên tầm này á, chính là một vị nữ tử, càng tăng thêm vài phần sắc thái truyền kỳ. Lệ mẫu cùng cốt đậu hũ giống đâu có quen biết gì đâu, không dám làm phiền nàng làm việc cho ta đâu. Sắc mặt của hàng lập tức nhanh khôi phục lại bình tĩnh rồi nói ra. Cốt thiên tầm đại nhân á, đã từng xem qua hai trận đấu của lệ đậu hữu ngươi rồi, cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Nói đúng ra thì lần này nàng nghe nói ngươi đại chiến cùng độc long lão đại á, đã chủ động gọi ta đến tìm ngươi đó, Trần Lâm ý vị thăm trường nói ra. Huyền đấu trường tuy chia làm 10 khu vực thế lực lớn, nhưng tổ chức thế lực Huyền đấu sĩ lại có chút bất đồng với khu vực. Trong đó có Thiên Cốt Minh với Cốt Thiên Tầm làm thủ lĩnh, thành viên dưới trướng có khắp các khu vực. Thanh Dương Thành cũng không phản đối việc kéo bè kết phái, ngược lại còn mơ hồ ủng hộ nữa. Thế lực trong Huyền đấu sĩ càng nhiều, tranh đấu sẽ càng kịch liệt. Huyền đấu trường không sợ tranh đấu, chỉ sợ không đấu mà thôi. Thì ra Trần đầu Hữu là người của Thiên Cốt Minh hả? Bất quá lệ mổ nhàn tản đã quen rồi, chỉ sợ chỉ có thể từ chối hảo ý của Trần Đạo Hữu cùng cốt Đạo Hữu thôi. Hàng lập rũ mắt xuống, im lặng chốc lát, vẫn lắc đầu nói ra. Chuyện Thiên Cúc Minh cùng với cốt Thiên Tầm hắn cũng đã biết không ít rồi. Cốt Thiên Tầm tuy là nữ tử, tính cách lại cực kỳ kiên cường, quản chế thuộc hạ cực nghiêm. Gia nhập Thiên Cúc Minh tuy rằng có thể được che chở, nhưng rối buộc cũng rất lớn. Bị buộc tiến vào huyền đấu trường đã để cho trong lòng của hắn rất bất mãn rồi, hắn cũng không muốn lại bị người khác quản thúc nữa trọng yếu hơn là đối với tình huống huyền đấu trường hắn còn chưa hiểu rõ mười phần tuy tiện gia nhập thiên quốc minh rất là không ổn về phần vấn đề với độc long nếu thực sự không được vậy đành phải bại lộ cái lá bài tẩy luyện thần thuộc rồi lại đậu hữu nè có thể ngươi chưa nghĩ thông suốt thôi thực lực của độc long lão đại sẽ không như bình thường đâu Trần lâm nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của hàng lập trong nội tâm trầm xuống nhưng vẫn không cam lòng mà tiếp tục khuyên ra tại trần đậu hữu nha việc này ta đã rất rõ ràng rồi kính xin thay ta chuyển lời cảm ơn tới cúc đậu hữu nha hằng lập chậm rãi nói ra <laughs> nếu như chủ ý của lại đạo hữu đã định vậy rồi á ta cũng không nói thêm gì nữa trần lâm thở dài đứng dậy cáo từ ly khai hằng lập tiễn trần lâm ra khỏi gian phòng sau đó đứng yên tại chỗ một lát rồi trở lại trong phòng khoanh chân ngồi xuống hắn nhắm hai mắt lại trên người lập tức sáng lên từng điểm hào quang huyền khiếu Thinh linh đã có bốn mươi ba cái theo tu vi thân thể tinh tiến số lượng huyền khiếu mở ra tăng nhiều nhu cầu tinh thần chi lực để mở ra huyền khiếu mới cũng bắt đầu phát sinh ra một ít biến hóa. Thời gian qua hắn không chút lơ là khổ tu, khó khăn lắm mới đã thông một chỗ huyền khiếu, tốc độ so với trước chậm hơn một chút. Hàn Lập im lặng ngồi một lát, lập tức lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, lấy ra một quả thú hạch tháp la thú ăn vào, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa. Trường Lâm rời khỏi chỗ ở của Hàn Lập, đi ra ngoài khu thứ 9, rất nhanh đi tới đại sảnh trao đổi, hai nữ tử kiều diễm đứng song song bên ngoài đại sảnh trao đổi đều đưa lưng về phía đại sảnh đang nhìn phía dưới quảng trường nên nhìn, nhìn không thấy rõ gương mặt dáng hai người này cao cao nàng bên trái mặc váy lụa màu tím nàng bên phải là một thân trang phục màu vàng nhạt tựa hồ cảm ứng được trường lâm đến gần nữ tử váy tím bên trái quay người nhìn lại thoạt nhìn nàng này hơn hai mươi tuổi da thịt trắng nõn dung mạo xinh đẹp trên mặt thủy chung treo một tia thần sắc lãnh ngạo anh chỗ à, thật xin lỗi nha, không thể hoàn thành nhiệm vụ ngày phân phó rồi, hắn không có chịu. Trần Lâm gật đầu nhẹ với nữ tử váy tím, sau đó đi đến sau lưng nữ tử áo vàng có chút hổ thẹn nói ra. Cái gì? Không ngờ người này thật là không biết điều, chẳng lẽ hắn không biết thực lực của Độc Long sao? Tỷ tỷ người hảo tâm cứu hắn một mạng vậy mà hắn cũng dám cự tuyệt nữa. Nữ tử áo vàng vẫn không nói gì, nhưng nữ tử váy tím bên cạnh thì trong mắt hiện lên hào quang sắc bén như băng nhận, lạnh giọng nói ra cốt thiên tầm chậm rãi xoay người lại nữ nhân này có dáng người trung đẳng ngũ quan dung mạo cũng không quá xuất sắc thậm chí còn thua kém một chút so với nữ tử vấy tím bên cạnh nữa nhưng toàn thân cao thấp lộ ra một phong độ tư thái thông dông lại thêm hai con ngươi thanh tịnh linh động da thịt sáng bóng như ngọc thạch đủ để đền bù cho dung mạo của nàng bất luận người nào chứng kiến hai nữ tử này ánh mắt trước hết đều rơi vào trên người cốt thiên tầm không sao ta đã sớm đoán hắn sẽ không đáp ứng rồi như vậy cũng tốt thôi có thể chứng kiến một hồi long tranh hổ đấu. <laughs> cốt Thiên Tầm cười nhạt một tiếng, toát ra phong độ tư thái làm cho Trần Lâm không khỏi ngẩn ngơ. Thanh nam nữ tử này cực kỳ uyển chuyển êm tai, có một cổ ý vị không cách nào nói rõ, trong mềm mại lại lộ ra một cổ uy nghiêm. Trần Lâm thấy cốt Thiên Tầm không trách tội, trong nội tâm thầm thở nhẹ ra một hơi. Long tranh hổ đấu hả? Tỷ tỷ nè, người cũng quá để mắt đến cái tên lệ phi vũ kia rồi. Hắn chỉ là một tên nhân tộc mở ra trên dưới 40 huyền khiếu thôi, người như vậy trong thiên cúc minh chúng ta có cả bó to lận tỷ tỷ người hà tất để ý đến hắn vậy chứ khóe miệng của nữ tử váy tím nhếch lên trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường hàng lập lệ phi vũ này đã thông huyền khiếu tuy ít bước quá lúc đối địch á ý thức chiến đấu người này rất là mạnh dù đối mặt với địch nhân mạnh hơn nhưng vẫn có thể trầm ổn ứng phó cầu thắng trong bại điểm này vô cùng đáng quý đó Ngự khí cúc thiên tầm bình tĩnh nói Kỵ kỹ xảo chiến đấu lợi hại á thì có gì trọng dụng đâu chứ một khi đụng phải người vượt qua hắn quá xa nhất lực phá bách xảo hắn vẫn chỉ còn một con đường chết thôi nữ từ áo tím lạnh lùng cãi lại Ngươi nói cũng đúng thực lực độc long vượt xa hắn quá nhiều trận chiến này á hắn đúng là bại nhiều thắng ít rồi cúc thiên tầm cười nhạt một tiếng rồi nói ra nữ tử áo tím nghe cúc thiên tầm nói như vậy lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ cười tươi nếu vậy á lệ phi vũ lần này khó thoát khỏi giận rủi rồi trần lâm nhịn không được mà xen vào nói cái này phải xem vào nhãn lực của lệ phi vũ kia thôi. Trong đôi mắt cốt thiên tầm hiện lên một tiêu quan mang kỳ lạ, sau đó quay người ly khai. Nữ tử váy tím lập tức đi theo. Nhãn lực hả? Trường Lâm ngẩn người không hiểu cho lắm, rồi cũng kịp phản ứng, bước nhanh đuổi theo. Trong nháy mắt, một ngày một đêm lại trôi qua. Đại môn gian phòng của độc lông vang lên tiếng ầm ầm, từ từ mở ra. Một thân hình to lớn từ bên trong đi ra. Độc lông lão đại, cái gã mặt sẹo đã sớm chở cửa ra vào lập tức nên đón đám huyền đấu sĩ khu thứ 9 đều đang đợi đến ngày này giờ phút này cơ bản đều tụ tập ở đây trần lâm thình lình cũng có ở trong đó nữa thân hình của độc long cao lớn như sơn phong tuy rằng không vận công nhưng có một cổ khí tức vô cùng to lớn từ trên người của gã lan ra so với lúc trước mơ hồ còn mạnh hơn một chút nữa mọi người xung quanh nhịn không được lui về phía sau một bước độc long lão đại nè tu vi của ngài à? nhãn tình của gã mặt sẹo sáng lên lần này bị thương tuy nặng nhưng cũng nhân hòa đất phúc lại đã thông một chỗ huyền khiếu mới rồi độc long nhếch miệng cười nói lão đại lần trước đã thông huyền khiếu tựa hồ mấy trăm năm thôi nha vậy mà lại nhanh như vậy lão đại ngại quả thiệt là thiên phú dị bẩm mà cái gã mặt sẹo nịnh nọt một câu sau đó quay đầu nhìn chỗ hàng lập một cái trong mắt hiện lên một tia sát cơ mọi người ở phụ cận nghe xong như vậy xôn xao một tiếng nghị luận trần lâm nhướng mày chỗ sâu trong ánh mắt mơ hồ hiện ra một tia lo lắng Tiểu tử kia có bên trong không vậy? Độc Long cũng nhìn về chỗ của Hàn Lập một cái, trong mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. Dạ hắn ở trong đó đó, đã vài ngày không có ra cửa rồi, đoán chừng đã bị dọa cho đáy trong quần trong đổng rồi, hoặc có khi là tạm thời đang cầu nguyện, chờ đợi kỳ tích phát sinh đó. Cái gã mặt sẹo cố ý nói ra. Không ít người phụ cận cũng phụ họa cười theo, một số người khác lúc trước có giao hảo một chút với Hàng Lập ánh mắt chớp động một hồi, sau đó cũng đều cười ha ha một tiếng. Trên mặt của Độc Long cũng lộ ra vẻ tươi cười, bước đến trước cửa phòng của Hàng Lập, tính đưa tay vỗ vào. Nhưng vào lúc này, âm một tiếng vang nhỏ, cửa phòng từ từ mở ra, thân ảnh của Hàng Lập đi ra. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như giếng gỗ không có một tia gợn sóng nào. Nhìn độc lông, mặt sẹo, cùng với những huyền đấu sĩ khác bên ngoài cửa, thân sắc không thay đổi chút nào. <laughs> Lệ phi vũ, không thể tưởng tượng tiểu tử ngươi còn rất tự giác vậy nha, biết rõ nên đi ra nhận lấy cái chết hả? Mặt sẹo chỉ vào mũi của hàng lập nghiêm nghị quát. Hàng lập vẫn không nhanh không chậm từ trong phòng đi ra, phản phức như không nghe thấy cái gã mặt sẹo nói cái gì. Sau đó dừng lại ở trước mặt của độc long. Ha, vài ngày trước coi như người có giận khí đó. Độc long lão đại bởi vì thi đấu bị thương mới giúp người sống tạm đến nay. Bây giờ thương thế của lão đại đã hồi phục rồi, ngươi còn không lập tức quỳ xuống dập đầu hả? Công hiến hết huyền điểm trên thân của ngài. Nếu không chừng tâm tình của lão đại tốt, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ đó. Mặt sẹo thấy như vậy, thanh âm có chút tức giận nói. Hàng lập liếc trên dưới cái tên mặt sẹo một cái, trong mắt hình như có hào quang hiện lên, sau đó liền dời ánh mắt đi, lẳng lặng nhìn độc long. Bộ dạng của hắn bình tĩnh làm cho người vây quanh khẽ giật mình, tiếng cười cũng theo đó mà im bặt lại. Mặt sẹo thấy hàng lập không đếm xỉa đến mình như vậy, biểu lộ cứng đờ, trong mắt lóe lên lửa giận, đang muốn mở miệng nói thêm cái gì nữa, thì độc long lại mãnh liệt trừng mắt nhìn gã. Mặt sẹo hậm hực cười cười với độc long, thức thời lui qua một bên. Rất tốt, đã lâu rồi chưa gặp được một gia hỏa có cúc khí như ngươi. Ngươi biết người ta ưa thích cái gì nhất không vậy? chính là bóp nát từng đoạn từng đoạn xương cốt cái loại người như ngươi vậy đó. Mặt của độc long không biểu tình nói, hai tay bóp chặt ở trước ngực, tạo thành từng tiếng răng rắc. Các hạ không cần nói những cái lời này nhằm dao động tâm trí của ta đâu. Nói đi, ngươi tính động thủ ở chỗ này hay là tìm nơi khác? Hàng lập lắc đầu, bình tĩnh nói. Lá gan không nhỏ đó, vậy gặp ngươi ở huyền đấu trường để xem thực hư vậy. Đồng tử độc long bỗng nhiên coi rụt lại, liếc nhìn thật sâu hàng lập, lưu lại một câu rồi quay người đi ra ngoài. Hàng lập không nói gì, nhấc chân cướp bước đi về phía trước, hai người song song đi ra hướng bên ngoài. Đám người phụ cận thấy cảnh này, Nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ hàng lập sẽ phản ứng như thế. Sau đó không biết người nào la lên một tiếng. Đi, đi, đi theo xem kìa. Ồ, đúng rồi đó, đi theo xem kìa, có chuyện vui đi coi rồi. Rồi mọi người đều đuổi theo. Mặt sẹo hừ lạnh một tiếng cũng bước nhanh đi theo. Hàng Lập và Độc Long rất nhanh đi tới đại sảnh trao đổi, không ít người ở khu vực khác cũng không biết đã nhận được tin tức từ đâu, lại nhau nhau tụ tập tại đây, một bộ dạng xem náo nhiệt. Trong đại sảnh trao đổi to lớn như vậy, bây giờ hầu như đứng đầy người. Ba người đi đầu tản mát ra khí tức khổng lồ, thinh linh cũng không dưới Độc Long, cảm thấy hứng thú nhìn xem Hàng Lập cùng Độc Long. <laughs> Cốt đậu hủ, đầu đậu hủ, tôm đậu hủ, như thế nào vậy? Hôm nay có hứng thú tới đây xem náo nhiệt hả? Độc Long dừng bước lại, nhìn về hướng ba người bật cười lớn rồi nói. Hàng Lập cũng theo tiếng nói liếc qua đánh giá ba người. Người chính giữa là một nữ tử áo vàng, da thịt trắng nõn như ngọc, dung mạo có chút tú lệ. Điều đặc biệt chính là từ trong ra ngoài, nàng này tản mát ra một cổ khí độ thông dong, phai mờ như thể siêu thoát ra bên ngoài, làm cho người ta có cái loại cảm giác hạt giữa bầy gà. Nàng này đúng là cốt thiên tầm, mà nữ tử áo tím lúc trước thì đang đứng ở bên cạnh của nàng người bên trái cốt thiên tầm là một hán tử áo đen làn da toàn thân ngâm đen tỏa sáng so với độc lông thấp nhỏ hơn nhiều thậm chí so với hàng lập còn thấp hơn một chút nữa nhưng tay chân lại dị thường tráng kiện cánh tay to chừng cái đùi của hàng lập về phần đùi lại tương đương với vòng eo của hàng lập thấp bé thân cao tay chân tráng kiện khiến cho hán tử áo đen này thoạt nhìn không hài hòa nhưng toàn thân gã không một chỗ nào không tràn đầy lực lượng bạo tạc cả còn người bên phải của cốt thiên tầm là một thanh niên da xanh dung mạo có chút anh tuấn nhưng làn da trên toàn thân hiện ra từng đạo hoa văn giống như con dung, tản mát ra rậm rạp hàng ý. Là cốt thiên cầm ở khu vực thứ nhất cả, à? Nàng nào vậy mà cũng tới đây xem nấu nhiệt nữa. Huyền đấu sĩ cao cấp nhất khu vực thứ tư là sát thần mặt đen độ cương, còn có băng hoàng quyền tôn băng hà khu thứ sáu nữa, bọn hắn vậy mà cũng tới đây nữa. Đám huyền đấu sĩ khu thứ 9 chứng kiến ba người, ông ông nghị luận. Hàng lập nhìn hai người kia một lát, ánh mắt lại chuyển về trên thân của cốt thiên tầm. Ánh mắt cốt thiên Tâm cũng nhìn sang, ánh mắt hai người đụng nhau, trong lòng của hàng lập trùng mình chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương tựa hồ có một cổ lực lượng kỳ dị thẩm thấu tới đây hắn tự động vận chuyển luyện thần thuật lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu chảy xuôi ù ù loại cảm giác kỳ dị này lập tức vỡ nát biến mất vô tung trong đôi mắt của cốt thiên tầm hình như có hào quang hiện lên lập tức dời ánh mắt đi nhìn về phía độc long độc long đậu hữu ngươi dầu gì cũng là một huyền đấu sĩ đứng đầu khu hà tất lại so đo với một người mới tới như vậy chứ cốt thiên tầm thẳng nhiên nói nếu có người mới tới lại không biết trời cao đất dày, mạo hiểm đến uy nghiêm cốt đậu hữu, cốt đậu hữu sẽ tâm bình khí hòa như vậy sao? Sắc mặt của độc long chuyển sang lạnh lẽo, chậm rãi hỏi ngược lại. Cốt thiên tầm từ chối cho ý kiến mà thản nhiên cười cười, không nói gì nữa. Ba vị đậu hữu nha, trước xin lỗi không tiếp được rồi, chờ tới dẫn đầu tiểu tử này xuống lại cùng ôn chuyện với ba vị nha. Độc Long hơi chấp tay với ba người rồi mở miệng nói không hề để hàng lập vào trong mắt chút nào cả. Vừa nói xong, gã liền cất bước đi đến hướng huyền đấu trường phía dưới. Nét mặt của Hàng Lập bình tĩnh như lúc ban đầu, tựa hồ không nghe độc lông nói cái gì. Hơi khẽ gật đầu với cốt thiên tầm, coi như cảm tạ hảo ý của nàng lúc trước muốn xuất đầu hóa giải ân oán giữa hắn và độc lông, sau đó cất bước đi xuống phía dưới. Chờ một chút. Cốt thiên tầm chợt mở miệng gọi Hàng Lập lại. Hàng Lập nghe tiếng dừng bước nhìn lại. Cốt thiên tầm nhìn nữ tử áo tím bên cạnh, trên mặt của nữ tử áo tím có chút không cam lòng, bớt quá vẫn đi đến trước người của Hàng Lập, ánh mắt bất thiện của nàng liếc nhìn hàng lập trong mũi hừ một tiếng lật tay lấy ra một cái bình ngọc màu trắng đưa tới ân oán giữa ngươi và độc lông tuy rằng không có quan hệ với ta bớt quá thực lực của độc lông mạnh hơn ngươi quá nhiều trong bình này có một viên kháng lông đan có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng nhục thể của ngươi có thể rút ngắn thực lực giữa ngươi cùng độc lông đương nhiên cũng có tác dụng phụ nhất định nữa sau đó phải mất một hai tháng khôi phục nữa cúc thiên tâm mở miệng nói ra kháng long đan hả cốt đầu hữu ngược lại rất là hào phóng nha. <laughs> Đồ cương cười hăng hắc một tiếng rồi nói ra. Tùng băng hà không nói gì, thân tinh cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Đuôi lông mày của Hằng lập khẽ động, xem phản ứng của hai người kia, kháng lông đan này dường như không phải chuyện đùa. đan này cũng huyết diệu đan mà thạch phá không ban cho bọn họ có công hiệu tương tự. Cũng không biết cả hai chúng nó cái nào tốt hơn. Hơ, rõ ràng thực lực yếu rối tinh rối mù, thực không biết tỷ tỷ nhìn chúng ngươi cái điểm nào, vậy mà cầm ra một viên kháng long đan cho ngươi, còn không mau tiếp lấy đi chứ nữ tử áo tím tựa hồ cực kỳ bất mãn vì việc hàng lập được cho một viên kháng long đan nhưng vẫn theo mệnh lệnh tức giận nói trong mắt của hàng lập lóe lên lãnh mang Quen người nói với cúc thiên tầm đa tạ hảo ý của cúc đậu hữu nha bất quá ta cùng độc long đậu hữu á, nếu như quyết định dùng trận đấu giải quyết ân oán vậy rồi vậy nên tiến hành một cách công bằng nếu như ta tiếp nhận các hạ tặng á có lẽ sẽ mất công bằng đó lệ mẫu xấu hổ không dám nhận đâu nói xong hắn liền cất bước đi thẳng về phía trước không để ý chút nào đến nữ tử áo tím nữa cái đồ không biết điều không dùng kháng long đan sợ là một chiêu của độc long cũng không tiếp được nữa trên mặt của nữ tử áo tím lộ ra vẻ tức giận nhìn bóng lưng của hàng lập quát khẽ một tiếng bước chân của hàng lập không dừng lại chút nào tựa hồ không nghe thấy nữ tử áo tím nói cái gì rất nhanh thân ảnh biến mất trong thông đạo nữ tử áo tím thấy cảnh này sắc mặt giận dữ càng nặng thêm hung hăng dậm chân quay người đi trở về <laughs> cái gì lại đào hổ này ngược lại là người thú vị nha không biết mạng có cứng như vậy hay không ha Đầu cương thu hồi ánh mắt trên bóng lưng của Hàng Lập, nhìn Cốt Thiên Tầm cười ha ha rồi nói. Trong mắt của Cốt Thiên Tầm chớp động hào quang, thần tình không thấy hỉ nộ, không biết suy nghĩ cái gì. Hàng Lập đi theo thông đạo phía dưới, rất nhanh đi tới phía dưới sảnh tối. Độc Long cùng Độc Giác Đại Hán đứng kề vai sát cánh nơi này, đang thương lượng cái gì. Thấy Hàng Lập xuất hiện, Độc Giác Đại Hán ngẩng đầu lên. Sở tình Ngôi cùng Độc Long tao đã nghe nói rồi, có thể ăn bài hai người các ngươi lên đại giải quyết ân oán, bước qua phải đợi một lát đã hiện tại ba cái đài thi đấu đều đang được sử dụng rồi. Độc giác đại hán nói với Hàng Lập. Hàng Lập nghe như vậy thì gật đầu nhẹ, phối hợp đi tới bên cạnh sảnh tối ngồi xuống, nhắm mắt lại, từ đầu đến cuối cũng không có nhìn độc lông. Độc lông chứng kiến Hàng Lập trấn định như thế, nhíu mày, lập tức âm thầm cười lạnh một tiếng, ngồi xuống một chỗ khác. Gần nửa canh giờ trôi qua, một đài thi đấu cuối cùng đã kết thúc. Hàng Lập cùng độc lông hầu như đồng thời đứng lên, theo độc giác đại hán an bài, cả hai bước lên đài thi đấu, lúc tuyên bố mở màn độc giác đại hán cũng không có dấu diếm gì tuyên bố trước mặt mọi người tình huống hai người hàng lập cùng độc long mượn nhờ tỷ thí giải quyết ân oán cá nhân độc long cùng đại hán được coi như là nhân vật phong vân ở huyền đấu trường độc long là huyền đấu sĩ trên danh nghĩa lão đại khu thứ chín hàng lập mặc dù là mới nhưng rất xuất sắc gần đây cơ hội bắt chiến bắt thắng danh tiếng thực sự là rất lớn cả hai bọn họ lên đại thi đấu để giải quyết ân oán cá nhân càng làm cho người xem phụ cận thêm hưng phấn trong miệng la lên tên độc long cùng lễ phi vũ trong lúc nhất thời khán đài sôi rào thanh âm hoang hô ầm ĩ lên bây giờ trên khán đài cũng đã công bố ra tỷ lệ đặt cược cho trận đấu này là một ăn hai <laughs> không thể tưởng tượng được nha tiểu tưởng người lại rất có nhân khí đó hảo hảo cảm thụ một chút bầu không khí này đi vì rất nhanh nó sẽ không cảm giác được cái gì nữa đâu độc long nghe tiếng hoang hô chung quanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thích thú Hàng Lập đứng lặng lặng cách đó vài chục trượng, mí mắt rủ xuống không nói gì, tựa như đang thần du vật ngoại. Hắn như vậy cũng không phải là giả bộ, từ lúc bước lên đài thi đấu, trên thân của Độc Long liền tản mát ra một cổ sắc ý khổng lồ, một luồng sóng không ngừng áp bách đến, cổ sắc ý này đậm đặc vô cùng như là sóng dữ ngập trời. Hắn mơ hồ thấy sau lưng Độc Long là một mảnh huyết hồng đại địa, vô số đống xương trắng chất thành sơn phong, máu nhuộm núi sông, thiên địa đều là màu đỏ. Hàng lập tự nghĩ cũng đã từng giết vô số địch nhân, nhưng sát khí hắn có được so với độc long bây giờ quả thực là tiểu vu kiến đại vu. Đối phương không hổ là huyền đấu sĩ mạnh nhất khu thứ 9 này, hiển nhiên cũng là do chém giết không biết bao nhiêu năm tháng mới ra được như vậy. Hắn ngưng tụ tâm thần, kiệt lực không để sát ý của đối phương làm ảnh hưởng. Độc long thấy hàng lập tự hồ không bị bản thân ảnh hưởng, chỗ sâu trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay cửa đại sảnh trao đổi, đám người cốt thiên tầm, đồ cương, tôn băng hà đều tụ tập ở nơi này, từ trên cao nhìn xuống đại thi đấu. Những người phụ cận ba người so với vừa rồi ít hơn rất nhiều, vì đại đa số huyền đấu sĩ bây giờ đều vọt tới cái đại đánh cược rồi. Xem bộ dạng như vậy, tâm trí lệ phi vũ này cũng có chút kiên định nha, vậy mà cũng không sợ tu la sát cảnh của độc long ha. Đôi lông mày của độ cương nhảy lên, trong mắt hình như có hào quang hiện lên nói ra. Sắc mặt cốt thiên tâm lạnh nhạt không nói gì, nữ tử áo tím bên cạnh nàng lại khinh thường hừ một tiếng, Ánh mắt Tùng Băng Hà lạnh lùng nhìn cái đại thi đấu phía dưới cũng không nói gì. Câu đậu hữu nè, người thấy trận chiến này thế nào? Đồ Cương cũng không lúng túng vì không ai để ý tới, nhìn về phía Cúc Thiên Tầm cười hỏi. Nếu xem thực lực ở bên ngoài, đương nhiên là độc lông chiếm ưu thế rồi. Bước quá nhân thú ảnh hưởng thắng bại rất nhiều, lệ phi vũ cũng không phải là không có cơ hội thắng đâu. Cúc Thiên Tầm chậm rãi mở miệng nói. Nghe ý tứ của cốc đậu hữu vậy, chẳng lẽ cho rằng lệ phi vũ này sẽ gây bất ngờ lớn hả? ý cười trên mặt của đồ cương càng sâu nhưng cúc thiên tầm lại cười nhạt một tiếng một bộ dạng từ chối cho ý kiến từ trước đến nay ánh mắt cúc đậu hữu sắc bén đặc biệt tinh thông dự đoán thắng bại chưa sai lần nào nhưng giờ ta lại không cho là đúng đâu chúng ta đánh cược một gián thử không trong mắt của đồ cương lập lòe tinh quang chậm rãi nói đồ đậu, đậu hữu muốn đánh cược gì khuế miệng cúc thiên tầm hơi nhếch lên giống như cười mà không phải cười hỏi lời vừa nói trên mặt của nữ tử áo bầu tím bên cạnh lộ ra thần sắc khó tin sắc mặt những người bên cạnh cũng hơi thay đổi trong một lần ngẫu nhiên vài năm trước á ta đã lấy được một cái mai rùa địa cấp hắc dân lan quy không biết cốt đậu hữu có vừa mắt với nó không vậy đồ cương điềm tĩnh nói xem ra đồ đậu hữu đến là đã có chuẩn bị rồi mai rùa địa cấp hắc dân lân quy đúng là bảo vật hiếm thấy đó ta đang cần nó nói đi ngươi coi trọng cái vật gì trên người ta Cúc Thiên Tầm nghe như thế, đôi mắt bình tĩnh hiện lên một thi chấn động nói. Nghe nói trong tay Cúc Đậu Hữu có một khối phượng hoàng huyết ngọc, không biết đã dùng hết chưa vậy? Đồ Cương liếm liếm bờ môi hỏi. Ta nói sao hôm nay đồ đậu hữu đột nhiên tới đây quan sát cái cuộc tỷ thí này thì ra là muốn mượn cuộc tỷ thí này mua đồ phượng hoàng huyết ngọc của ta. Nhưng mà giận khí của người cũng không tệ. Bây giờ vật ấy vẫn còn trong tay của ta. Cúc Thiên Tầm chỉnh lại tóc mai rồi nói không biết cốt đạo hữu có dám đánh cược ván này hay không vậy? Hai con người của độ cương trong suốt, hỏi từng câu từng chữ. Nếu như đồ đạo hữu đã nói đến nước này rồi, đương nhiên ta sẽ không làm mất hứng đạo hữu nữa. Tốt thôi, ta đánh cược. Cốt thiên tầm gật đầu nhẹ, bình tĩnh nói. Được, một lời đã định nha. Tiêu vui mừng trong mắt của độ cương lóe lên. Tỷ tỷ nè, người có nắm chắc không vậy? Nữ tử áo bầu tím lẩm bẩm nói, Cốt thiên tầm không nói gì, khóe miệng lần nữa lộ ra một tia cười nhạt. Đồ cương thấy nụ cười trên môi của cốt thiên tầm, trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Bất quá đánh cược đã đạt thành rồi, y không hề suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao độc long kia thành danh đã lâu tại huyền đấu trường này, lệ phi vũ chỉ có danh tiếng, còn tu vi thân thể so với độc long thì kém một mảng lớn. Tôn đạo hữu có hứng thú tham gia việc này không vậy? Đồ cương quay đầu nhìn về phía tôn băng hà bên kia rồi hỏi. Không, cả người tôn băng hà tản mát ra một cổ hơi thở rét buốt lời nói cũng lạnh như băng đồ cương cười cười cũng không để ý ánh mắt nhìn về phía đài thi đấu trên đài thi đấu ánh mắt của hàng lập nhìn chằm chằm vào độc long phía trước đương nhiên không biết sinh tử quyết đấu của mình và người trước mặt này lại trở thành thứ đánh cược cho người khác hai tay của độc long ôm ngực mặt không biểu tình nhìn qua hàng lập ánh mắt lạnh như băng như đang nhìn người chết theo một tiếng ra lệnh của độc giác đại hán đồng tử hàng lập đột nhiên coi rụt lại thân thể nhoáng lên thân hình như điện bay nhạo tới phát động công kích trước hầu như trong nháy mắt đã đến cạnh người của độc lông một quyền đánh xuống dưới xương sườn thực lực của hắn vô cùng nhỏ yếu so với độc lông nếu để cho đối phương chiếm được tiên cơ hắn sẽ thực sự không cách nào xoay chuyển tình thế được mà độc lông không chút phản ứng nào với việc hàng lập tấn công trước hai tay xòe ra trong nháy mắt không khí cạnh y đều gãy khúc hiện lên chấn động trong suốt một cổ khí tức thâm sâu khổng lồ như biển bỗng phát ra từ trên người y sát khí trên người của y dung hợp với cổ khí tức khổng lồ này hình thành một cổ áp lực như có thực chất đột nhiên đè ép về bốn phương tám hướng nắm đấm của hàng lập chưa đụng tới độc lông cả người như gặp phải trọng kích đặc biệt trong đầu như bị một thanh đại chùy hung hăng đập một cái sắc mặt của hắn không khỏi trắng bệch nắm đấm cũng không đánh ra được người không tự chủ lui về sau vài bước khóe miệng của độc lông nhếch lên một chút sau đó chỉ nghe âm âm một tiếng bãi đất cao trước sàn đấu nổ tung tạo ra một cái hố to vô số đá vụn bắn ra bốn phía mà thân hình khổng lồ của độc long trong nháy mắt biến mất tại chỗ sau một khắc một cái chân dài màu đen lăn không xuất hiện trước người hàng lập một chân quét ngang một tiếng rít vàng chói tai phát ra những nơi chân dài màu đen đi qua hư không thình lình trung động nhẹ nhẹ mắt thường có thể thấy được hùng hằng đạp về phía của hàng lập chân dài chưa đến tiếng gió ác liệt đã gần như xé rách da hắn sống chết trước mắt thực lực của hàng lập triển lộ ra hết 43 huyền khiếu trên thân đều sáng lên đặc biệt là bảy chỗ huyền khiếu trên cái đùi càng phát ra quang mang sáng rực, hai chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Mặt đất dưới chân hắn cũng bị đạp ra một cái hố to, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh bắn về phía sau, khiến cho một chân này của độc long quét vào hư không. Trên mặt độc long lộ ra một tia kinh ngạc dừng bước. Chỉ nghe mặt đất lần nữa chấn động âm âm, thân thể của y cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng đuổi theo hướng của hàng lập tốc độ hai người tương đương nếu tại nơi khác hàng lập cũng có thể bỏ trốn mất dạng nhưng giờ phút này bọn hán đang ở trên đài thi đấu không gian có hạn nên rất nhanh hai người đã đuổi chạy tới cái mép đài thi đấu không còn đường tiến nữa độc lông gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt cả người cao thêm gần nữa huyền khiếu toàn thân hiện ra từng điểm tinh quang chủ yếu nằm trên ngực bụng và đùi phải huyền khiếu trên đùi phải dày đặc chừng ba bốn mươi cái mơ hồ một cái bỗng nhiên hóa thành bóng dáng bảy tám cái chân hung hăng đạp mạnh xuống hàng lập hư không nổ vang phát ra tiếng rít chói tai toàn bộ đại thi đấu như không chịu nổi lực lượng một chân này của độc long rung lên nhẹ nhẹ mà nét mặt của hàng lập cũng không lộ ra vẻ kinh hoảng bước chân dịch chuyển trong nháy mắt cả người lay động như tơ liễu trong gió lớn không biết dùng cách nào bay vút ra ngoài từ chỗ hư ảnh bảy tám chân của độc long đồng tử độc long coi rụt lại trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ hả đây là thân pháp gì vậy cốt thiên tầm nơi xa thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khóe môi nữ tử áo bầu tím giật giật, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp. Tình báo sai rồi, tiểu tử này có 43 huyền khiếu rồi, không phải là vì lần tỷ thí này mà phục dụng đồ vật gì ở gây tổn hại nguyên khí đó chứ. Đồ cương sờ lên cầm thì thào lẩm bẩm, những người khác cũng mang thần sắc khác nhau, có giật mình, có nhíu mày. Trên huyền đấu trường, tuy hàng lập bằng và vũ hóa phi thăng công khéo léo tránh khỏi công kích của độc long, nhưng uy lực một kích này của độc long thực sự là quá lợi hại, thân thể hắn chịu không ít ảnh hưởng từ công kích, sắc mặt trắng bệt một mảnh. Trong mắt của hắn hơi hiếp lại, cũng không chạy trốn, hai ngón tay phải đột nhiên đâm thẳng tới, mạnh mẽ đâm về phía trái tim ngực của độc long. Quang mang lóe lên trên hai ngón tay, trong nháy mắt ngón tay trở nên trắng muốt như ngọc, phát ra tiếng rít sắc nhọn cực kỳ mạnh mẽ. Vẻ kinh hãi lóe lên trên mặt của độc long thu lại, y bỗng gào to một tiếng, nâng mạnh tay lên, giống như vuốt hổ vô cùng mạnh mẽ vỗ xuống tay của hàng lập. Không khí nổ vang đùng đùng dường như một tiếng sấm rền, mặc dù trên tay của y không mở ra huyền khiếu nào nhưng một kích này vô cùng có lực nếu như bị đập trúng chỉ sợ cánh tay của hàng lập sẽ lập tức bị đánh cho vỡ nát nhưng vào thời khắc này hướng đi của ngón tay hàng lập mạnh mẽ biến đổi từ trên biến xuống đâm về bụng dưới đang điền của độc long biến cố đột ngột này độc long cũng không kịp ngăn trở chỉ có thể khẽ quát một tiếng huyền khiếu tinh quang trên thân sáng người trên dưới toàn thân hiện ra một màn sáng ống ánh như có thực chất ngăn trước ngón tay của hàng lập đúng là chân cực chi mô theo một tiếng xoẹt giòn vang, hai ngón tay của Hàng Lập đã đâm vào trong chân cực chi mô, thế như trẻ tre thẳng hướng đang điền độc lông. Cuối cùng sắc mặt của độc lông biến đổi, đuôi phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Một tiếng vang âm âm thật lớn, toàn bộ lôi đài mạnh mẽ lắc lư, mặt đất dưới chân của Hàng Lập đột nhiên như biến thành lò xo, một cỗ lực lượng khổng lồ phát ra dưới chân, hất văng cơ thể của hắn lên, ngón tay đâm tới cũng ngừng lại. Trong nháy mắt Hàng Lập hiện lên một tia kinh sợ, Việc liên tiếp tránh né công kích của độc long ấy, nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực hắn đã làm hết sức, vậy mà lại bị độc long dễ dàng phá vỡ. Tuy hắn đã sớm tưởng tượng thực lực chênh lệch giữa hai người rồi, nhưng không nghĩ tới chênh lệch còn lớn hơn rất nhiều so với dự đoán nữa. Sau một cước làm cho hàng lập bay bổng, thân thể độc long lập tức xoay một vòng, vùng chân quét ngang một cái, một cổ mang lực dời núi lấp biển như lôi đình phá không kéo tới, không khí nổ tung âm âm, sóng khí dữ dội hiện lên như bị xé toạc ra cơ thể của hàng lập đang ở giữa không trung không có chỗ mà mượn lực để tránh né chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng toàn bộ huyền khiếu trên người đều phát quang mang song quyền đột nhiên đánh ra kết quả là âm một tiếng vang thật lớn một cổ mang lực cuồng bạo khó có thể tưởng tượng bay vọt đến từ phía đối diện so với lực lượng cánh tay kia của thần dương còn lớn hơn hai tay của hàng lập đau nhức kịch liệt cả người như một bao cát bay ngang ra ngoài nện mạnh trên đất lại một tiếng vang thật lớn mặt đất bị đánh ra một cái hố to đá vụn văng tung tóe <laughs> trên lạnh này thật sự quá lớn rồi thoạt nhìn á trận đánh cược này ta thắng rồi nha <laughs> trước đại sảnh trao đổi đồ cương thấy một màn như vậy ánh mắt lập tức sáng lên cười hang hắc rồi nói bây giờ nói thắng bài vẫn còn quá sớm đó sắc mặt của cốt thiên tầm không chút thay đổi nhàn nhạt nói ra vậy để xem tận mắt vậy ngược lại ta muốn nhìn xem có kỳ tích gì xảy ra nè đồ cương liếc nhìn cốt thiên tầm rồi nói ra trong hố lớn đầu hàng lập choáng váng từng cơn trong miệng mắt mũi đều là máu tươi hai cánh tay lại càng đau nhức kịch liệt hắn mạnh mẽ lắc đầu tinh thần tê cứng phấn chấn lại trở mình nhảy khỏi hố sâu nhưng hàng lập vừa ngẩng đầu đã thấy độc lông lần nữa nhào thế như điện lại một chân quét ngang mạnh mẽ đạp vào phía lồng ngực của hắn bất quá lúc này người hắn đã trên đất hai chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất thi triển vũ hóa phi thăng công giống như một mảnh tơ liễu bắn ngược về phía sau mà trốn tránh thoát hiểm một chân này độc long cười lạnh một tiếng thân hình lần nữa chuyển một cái chân phải đột nhiên biến thành một điểm như một thanh trường mâu cực kỳ nhanh chóng đâm về phía ngực của hàng lập hơn 10 điểm huyền khiếu trên đuổi của y rực sáng quang mang lúc di chuyển bên trong huyền khiếu đều tuôn ra một cổ cự lực như sóng dữ thác nước tuôn ra lúc này hàng lập đã dùng hết toàn lực rồi trong mắt lập tức lạnh lẽo chỗ mỹ tâm chớp động tinh quang mơ hồ hiện ra một đạo kiếm ảnh ống ánh liền muốn thi triển thần niệm chi kiếm quyết một trận tử chiến. Vào thời khắc này, ánh mắt của hắn chợt lóe lên, kiếm ảnh ống ánh từ mi tâm đột nhiên biến mất, dưới chân liên tục điểm lên mặt đất, lướt ngang bên cạnh trốn tránh. Cùng lúc đó, cánh tay của hắn vung lên, nơi lòng bàn tay hiện lên một đoàn hào quang ống ánh. Rồi bỗng nhiên, hết tập 203. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio nha.